hôn khoảng 5 6 năm rồi. À, dạ, rồi em độc thân suốt từ đó tới tới lúc mà gặp anh Đăng luôn. Nhưng dạ. mà có bé không? Dạ có. Đó là mẹ đơn thân đó. Dạ. Khoảng 3 tháng thì em mới ăn nhậu xong em mới dụ cậu về nhà em luôn. Thời gian đó thì ba mẹ đang ở Mỹ là nước ngoài, có mình em ở nhà thôi. Dạ. Tại vì em thì em nhìn vậy đi nhưng mà rất là sợ ma, nhưng mà rất hay xem phim ma và nghe chuyện ma. Nghe chuyện ma mới ngủ được. Mà nghe xong thì sợ bắt đầu bật đèn sáng mới ngủ. Thì dụ cậu về chủ yếu là để cho có người cho mình đỡ sợ thôi. Mà trước khi quen cậu là cứ sống vậy hoài luôn. Dạ. Em mới sẵn sàng em cầm điện thoại em chạy ra, em đón. Em mới đặt cửa em mời bốn cô vô. Mà bốn cô thì đi Vũng Tàu mà bốn cô cũng xinh xắn lắm. Mặc đồ cũng sexy đi vô. Em vừa mở cửa mời bốn cô vô thì vợ em đang xuất hiện bên kia. Chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và các bạn đang xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Thưa em, tên là Nguyễn Vũ Đăng, 46 tuổi. Em hiện đang công tác tại Tổng ty Hàng không Quốc gia Việt Nam, đoàn bay 919. Ông là phi công. À, bây giờ em vẫn lái hả? Dạ, em lái máy bay 787 ạ. 787 là dữ nhất hiện nay luôn á. Dạ. Là bay đi quốc tế. Rồi xin mời. Dạ, em chào anh chị và chương trình. Em là Phạm Võ Tuyết Minh. Hôm nay em 38 tuổi. Em kinh doanh cà phê và nhà hàng. Vợ của Đăng là có một cái quán cà phê rất là dễ thương. Đó, kế chung cư em luôn. Kế chung cư. Không phải kế nữa mà nó nằm trong khuôn viên của chung cư luôn. Anh nghe là cứ tuần là em ghé 3-4 lần. Rồi bây giờ chắc hai vợ chồng kể cho chương trình biết cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau. Thực sự là nói thiệt là mới chia tay người yêu cũ, đang buồn đang ở nhà thì cậu em mà tập gym chung á, kêu là ở nhà buồn hoài đi cà phê với tôi đi. Có bà chị cũng dễ thương lắm, ở nhà đấy cũng buồn thôi, đi đại thôi, gặp vợ em luôn. Gặp trong cái bữa đó luôn. Rồi em gặp rồi em có nảy sinh liền một cái chưa. Em gặp thì thấy cậu cũng dễ nhìn thôi. Rồi cậu em kêu vô đi anh, vô đi. Cô này nói chung hợp với anh lắm, hai người hay thương người. Trước đó là em đã có một mối tình rồi chưa? Em ly hôn khoảng 5 6 năm rồi. Dạ, rồi em độc thân suốt từ đó tới lúc mà gặp anh Đăng luôn. Nhưng mà có bé không? Dạ có. Phải là mẹ đơn thân đó. Dạ. Rồi nhưng mà lúc gặp á là em biết Đăng là phi công không? Dạ biết, cậu em của em là rất là thường xuyên kể về anh Đăng, giống như là người anh truyền thuyết trong. Có ấn tượng gì vậy ổng không? Cao to. Dạ. Phi công là ổng cao to dữ lắm. Đó. Nhưng mà lúc mà mới gặp thì anh rất là ít nói, anh chưa có hài hước nhiều. Hài hước hả? Là bây giờ anh hài hước dữ lắm hả? Dạ, hề lắm á, cây hề đó. Rồi sao nè? Rồi cái quá trình mà hai người cua nhau là sao? Đi chung một người xong rồi lâu lâu em thì quan tâm hơn chút, gấp đồ ăn này nọ chứ không có cũng không có phải là quá hăng hái nhiệt tình để cua. Bình thường lắm. Đến bao lâu thì em có cảm tình với bạn Đăng này? Cái cảm giác mà thích á là ngay từ đầu. Dạ. Em cũng thấy lạ tại vì những cái năm về trước là em không có cảm giác gì với ai hết. Ý là đi ăn với lại các bạn thì có ảnh thì em mới đi. Có nghĩa là khi mà em gặp anh Đăng á là em đã có cảm tình liền rồi. Thì chính vì cái sự cảm tình đó thì em mới đồng ý kiểu đi chơi chung đúng không? Có nghĩa là có cơ hội tiếp xúc thêm. Rồi. Thì vậy thì lúc nào sau cái thời điểm đó thì bắt đầu là hai đứa là chính thức là xác nhận chủ quyền á. Sau 3 tháng thì gặp gỡ rồi. Dài dữ vậy. Tại vì công việc em cũng đi bay đi làm thì mỗi tuần gặp như được khoảng 1-2 lần. Dạ, thật ra khoảng 3 tháng thì em mới ăn nhậu xong em mới dụ cậu về nhà em luôn. Thời gian đó thì ba mẹ đang ở Mỹ là nước ngoài, có mình em ở nhà thôi. Dạ. Dỗ rồi đi không phải cái mục đích để em dụ về nhà không phải là mục đích đen tối. Tại vì em thì em nhìn vậy đi nhưng mà rất là sợ ma, nhưng mà rất hay xem phim ma và nghe chuyện ma. Nghe chuyện ma mới ngủ được. Mà nghe xong thì sợ bắt đầu bật đèn sáng mới ngủ. Thì dụ cậu về chủ yếu là để cho có người cho mình đỡ sợ thôi. Mà trước khi quen cậu là cứ sống vậy hoài luôn vậy. Mà ổng dụ sao mà coi như dụ một cái đi liền vậy? Chắc cô không cần dụ, em tự đi theo ạ. Phải cũng lớn rồi mà. Dạ, tụi em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà hai đứa em là êm đềm lắm. Em thực đềm sự là tại vì nó ngược với những cặp đôi khác. Những người ta là yêu nhau nhiều xong rồi mình mới quen. Còn cái hai đứa là coi như là không có yêu nhiều. Về ở nhau xong mới yêu. Càng ở thì càng yêu. Có bao giờ mà em ghen ngược lại với, tức là em ghen với quá khứ của ổng không? Đó. Mà quen em thì vẫn còn crush rất là nhiều. Ổng bướm rất là nhiều xung quanh. Và em cũng hiểu vì ngoại hình và là cái tính cách của ảnh thì rất là thu hút. Nhưng mà em rất là thông cảm bởi vì ảnh không có tạo cái cơ hội cho người khác. Không có luôn. Có trường hợp này là tình ngay Lý Giang. Đối với em là nó là kinh khủng lắm, nhưng mà vợ em rất là cảm thông. Trước khi cưới thì em đi học lớp phi công. Mà có cậu em thì bọn em học lớp ở Vũng Tàu. Mọi người ra Vũng Tàu hết, vợ em thì không đi. Nhưng mà sau cùng vợ em lại đổi ý muốn đi ra cho em ngạc nhiên. Học lớp thì thằng em nó có bốn cô em gái. Thì nó mời bốn cô em gái nó ra Vũng Tàu chơi để học lớp cùng. Lúc tự nhiên nó bận trong toilet thì nó đi tắm gì đó. Nó kêu anh Đăng ơi, ra đón bốn cô kia vô giùm em. Thì em mới sẵn sàng em cầm điện thoại em chạy ra em đón. Em mới đặt cửa em mời bốn cô vô. Mà bốn cô thì đi Vũng Tàu mà bốn cô cũng xinh xắn lắm. Mặc đồ cũng sexy đi vô. Em vừa mở cửa mời bốn cô vô thì vợ em đang xuất hiện bên kia. Rồi sao? Rồi sao? Có bỏ về không hay là? Dạ không ạ. Lúc đó em cũng hơi hờn chút xíu, hơi tủi thân. Em điếng hồn luôn. Nhưng mà chính nhờ sự bao dung, cảm thông mà biết suy nghĩ thì
bọn em mới tồn tại tới ngày hôm nay. Thì đó, vợ Đăng mới nói đó, tuổi thân á. Con dùng từ á, dễ thương á. Nghĩa là tuổi thân là chỉ có đứng im thôi chứ làm gì. Nhưng mà sau đêm đó là bốn cô kia đỡ là hợp với ông kia. Dạ. Còn Đăng là hợp chơi với chị ta chơi thôi, em. À. Dạ. Sau khi mà về sống với nhau rồi thì anh có tật xấu gì không? Đó. Cái gì mà chưa hài lòng về đối phương của mình á? Đó, cái phần này là phần đặc sắc đó. Đặc sắc nha. Đây là cơ hội để nói đó nghe. Vợ em mà giận hay gì là vợ em không nói ra, cứ im đó. Thôi à. Ghen cũng không biết. Nhưng mà những lúc đó mình rất khó chịu đúng không? Dạ đúng. Thà nói ra. Với lại có chút xíu gì ta, hời hợt ha. Ví dụ như là cái đây 3 tuần em đi bay châu Âu về, 6 rưỡi sáng em hạ cánh. Mà em về em gõ cửa gọi điện thì tắt máy, gõ cửa hoài không mở cửa. Em đợi muốn xỉu luôn, tới 8 giờ cổ mới dậy cổ mở cửa. Nhưng mà em hiểu là tại vì tối hôm trước thì vợ em và chồng mới có quán á, cho nên là phải ngồi với khách lâu lâu, quản lý quán rồi ngủ trễ, trên dậy trễ thôi, chỉ có dậy. Sao mình không cầm chìa khóa vậy? Thì tại vì lần nào là cổ về là cổ đón liền à. Cái giờ giấc của mình nó ấy quá mà thì dạ. Mình cầm chìa khóa đi. Nhưng mà em có mong vợ em thay đổi điều gì để cho nó hoàn thiện hơn, perfect hơn? Mong vợ em mà bực hay là gì thì nói ra, nghĩ gì mà đang buồn gì mà để biết sửa, không biết được cái đó. Chỉ mong vợ sửa cái đó thôi. Em sợ lúc mà em nóng giận á, em sẽ nói lời không hay. Nhưng mà nếu vậy thì thôi bữa sau nói. Dạ. Ngay lúc đó thì mình im, nhưng mà bữa sau thì mình phải nói ra. Anh biết hôm qua tại sao em im không? Phải để nói anh, để biết được cái vấn đề nó nằm ở chỗ đúng nào. Rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ tới em đó. Tính anh Đăng thì anh ôm đồm với là cầu toàn trong công việc nhiều anh. Nên là đâm ra lâu lâu nó sẽ bị áp lực cho người bên cạnh. Anh làm rất là nhiều công việc luôn á. Mà cái gì anh cũng muốn chính tay, tự tay anh làm hết á. Em khuyên là em nói là bây giờ mình có team, mình có cộng sự rất là tốt bên cạnh. Thì mình phải chia sẻ với các bạn. Một người rất là thích tắm nhưng mà rất là ghét giặt đồ, là rất là hay giấu đồ dơ đi em, toàn là phải đi lục đi kiếm. Sao giấu chi vậy cưng? Mỗi lần đi đâu về là phải giấu đồ, tại vì em vừa đi ra ngoài chút vô cái là giờ em lấy giặt luôn mà. Hiểu rồi. Tính mặt lại rồi đó. Yeah. Hay là đó, nhiều khi mà giặt nhiều quá đúng lắm, mau hư lắm em. Yeah. Tụi ông giống như nào? Anh nói em là em phải bảo vệ môi trường, em phải tiết kiệm nước, em không có được giặt nhiều. Rồi giờ mong muốn Đăng thay đổi điều gì nè? Em mong ảnh để ý thêm sức khỏe, bớt việc lại. Hai tụi em muốn có con một chỗ thiệt em á, Đăng em muốn có con không? Bọn em thì muốn chăm sóc nhau như hai người bạn đời vậy thôi à. Chưa nghĩ tới, còn con là thuộc theo tự nhiên, chứ không bị áp lực lắm ạ. Tại vì tụi em mới cưới nhau đây đúng không? Dạ. Thì giờ Đăng muốn hưởng thụ nè đúng không? Dạ. Đăng muốn hưởng thụ. Nhưng mà theo chị nghĩ thì em cũng nên có một đứa con. Dạ. Nên kệ mình cứ để thuận theo tự nhiên đi em. Và chúc cho hai vợ chồng năm nay có đồng con. Sẽ có một chú đồng con. Cảm ơn tụi em nhé. Dạ. Okay. Dạ. Em tên Nguyễn Thị Trang Thảo, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh là tự do. Em tên là Nguyễn Quỳnh Thế Anh, năm nay cũng 30 tuổi, nguyên quán Sài Gòn và cũng đang là kinh doanh tự do. Hai bạn quen nhau như thế nào? Nhà em ở trên chung cư, còn văn phòng cô ấy là ở dưới mặt tiền đất. Thì lúc đó là em ngồi lại 5-6 anh em ngồi đó. Cô ấy chạy xe tới mấy anh ở ngoài, cô ấy không hỏi mà lựa đúng người mập mập trong kẹt hỏi. Thì lúc đó hỏi là anh ơi bãi xe ở đâu vậy? Em mới tận tình mình chỉ là tận tình rồi, em đi trên đây lên lề em chạy mèo trái là em tới bãi xe rồi. Tối bữa đó là văn phòng khai trương, cô ấy mời mọi người hàng xóm rồi cũng lại nhậu. Thì em bữa đó là từ nhà em đi xuống thì cô này đi lại. Nãy giờ đâu tiền hoài không thấy. Nó nói ủa trời bà giống tân tân, tụi em hỏi như em biết từ đời nào vậy. Thật ra thì em cũng đâu biết là ai đâu, mình lịch sự mình mời thôi. Ủa vậy hả? Nhưng mà em ấn tượng cái gì về chồng em? To cao, nói chung là cũng có một chút và đẹp trai. Mà thật ra em cũng hơi mê đẹp trai một tí. Còn em thì ấn tượng về cô ấy là hoạt bát, rất là tự nhiên. Nhưng mà ấn tượng nhất là cái tưng tưng của cô ấy. Tưng tưng hả? Tưng tưng. Con kể một câu chuyện nào mà nó chứng minh rằng là cổ tưng tưng. Ủa tưng tưng. Một hôm thì em gặp 4-5 anh đối tác của cô ấy lại văn phòng á. Thì cô ấy mày bia không à, mà nói chuyện bắt đầu đụng dai vô dỗ người nào cũng dỗ á, rồi nói chuyện như không có kiên nghị ai ngồi xung quanh á, rồi tự nhiên quá đâm ra nó tin luôn á. Thì mỗi lần mà làm việc xong thì em hay có cái thói quen là đi uống bia để xả stress. Một ngày mấy lon? Em cũng có thể uống được hơn nửa thùng bia. Dữ nghe, nói nghe nè. Rồi có khi nào em rủ anh này đi nhậu chung nhau? Dạ có, đó là cái nguyên nhân mà tụi em đến với nhau. Em thì không biết uống bia, cô ấy mời em uống bia thì em lịch sự cũng ngồi uống. Nhưng mà em uống chừng không tới nửa lon đó là em chạy nhà em ngủ luôn. Mỗi lần mà cậu ấy mà cứ uống xong mà đi ngủ á thì em phản ứng như thế nào? Thì em ngồi em uống một mình. Vậy hả? Dạ. Trong lúc nếu mà lúc mà cậu chưa đi ngủ rồi lúc mà uống á thì em như thế nào? Khi mà ngồi uống bia với nhau á thì hai đứa nói chuyện rồi chia sẻ công việc, rồi chia sẻ những cái thứ liên quan đến gia đình. Trong cái quá trình mà tụi em ngồi vừa uống bia vừa tâm sự thì anh này anh cũng được luyện bia để anh lên đô. Dạ. Bây giờ đô nhiêu rồi? Mấy lon rồi? Cũng 12 lon. Sư phụ.
Em ơi, bữa nào em huấn luyện anh một chiêu. Mà đặc biệt là cô ấy ngồi uống bia, những người xung quanh như đối tác đồ, cô ấy lúc nào cũng bá vai, nhưng đặc biệt là em là không bao giờ bá vai bá cổ. À, chắc là cô ấy cứ ngồi yên rồi nói chuyện chia sẻ thôi. Ừ. Em nghĩ còn ghê hơn chứ. Ví dụ như những người bình thường thì bá vai bá cổ, còn người đối tượng của mình phải như là hiểu không? Ví dụ như là bá sờ hay là cái gì đó chứ. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người cũng sợ cái tính tưng của em rồi. Trước đó cũng bị nhiều bồ đá đó. Để lần này gặp anh này thôi mình cố gắng mình giữ kẻ. Nè hỏi thiệt nè, nếu mà em không giữ kẻ thì cái cơn của em phải như thế nào? Nói chung là tạm gọi là hơi sàm sỡ họ chút. Chẳng hạn như vậy. Xong rồi dày, xong rồi bóp bóp dai, xong rồi sâu xương chút nữa. Anh hỏi nè, có lần nào cô này chà chà nhám nhám lên đây không? Có một lần hai đứa em quen nhau khoảng chừng gần 6 tháng rồi, lúc đó chỉ là bạn thân thôi. Em lên nhà của cô này á là ăn sinh nhật với lại cái thằng em trai. Thì lúc đó ngồi kế cô này thì có bố vợ ngồi đối diện. Đang uống ngồi tự nhiên là nắm cái tay em. Em thì cũng nắm lại, lúc đó cũng thích rồi. Thì một hồi thấy cái đồ em nó tự nhiên nó nhột. Nó nhột thì thấy là ngó xuống thì thấy cái tay của cô này. Ngồi đối diện bên kia thì ông bố con này là bắt đầu nhìn em chăm chăm. Thì em mới dìu bố đi xuống, bố con này xuống phòng ngủ thì mới nói là con mật quạt giùm bố rồi xin bằng bố luôn. Là nghĩ là chắc con gái mình tưng tưng, con này dớt là ông cũng mừng. Có nghĩa là phụ huynh ủng hộ đúng không? Rồi lúc mà em dìu ba của bạn gái em vô ngủ rồi á, sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa? Thì đêm đó là hai đứa em vô coi TV. Coi mà coi đâu? Coi trong phòng riêng của cô này. Thì hồi hộp quá, hồi hộp quá. Lúc đó là đang coi khúc phim tình cảm thì cô này mệt dựa vào vai em. Thì em thấy mình cũng thích rồi. Thôi mình làm theo con tim mình mắc bảo luôn. Thì em mới hôn lên má của cô này. Không ngờ là cô này chịu luôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai đứa em. Bây giờ hôn má là sao? Rồi xong có... Cái đó mới gọi là nụ hôn đầu tiên chứ. Có gì nữa không? Xong rồi ngủ thôi. Không làm gì hết. Còn ngủ đâu? Ngủ trong phòng cô này luôn. Rồi sáng hôm sau mọi người... Chỉ có anh em biết thôi, ngoài phụ huynh không có biết. Em chắc chắn nó chọt rồi. Nó mới nói là, anh ơi, chị em cũng cô đơn lắm, bả tội nghiệp lắm, thôi anh cu mang bả luôn đi. Trời ơi. Trời, em ra nghĩ thì lúc đó nói câu đó em cũng thấy thương thương, em thấy mũi lòng. Qua thêm 2 ngày sau nữa thì em bị phụ huynh phát hiện ra là phụ huynh của cô ấy. Thì phụ huynh cũng nói một câu là nó cũng cô đơn lắm, nó cũng thiếu thốn tình cảm, em và em dớt luôn. Trời ơi. Thật ra là em với gia đình là một thảm họa. Chỉ sợ là không có ai dám rước cái bà tưng này đi thì rất là đau lòng. Nhưng mà hên cái được anh này vừa bự vừa đẹp, vừa sạch sẽ gọn gàng rước đi, mừng quá. Mừng quá. Dạ rồi tụi em hẹn hò đúng 3 ngày. Thì anh này mới nói là thôi bây giờ buồn quá không biết chuyện gì làm, thôi mình cưới đi. Và sau 3 ngày? Thì sau 3 ngày yêu nhau thì 4 ngày sau hai bên gia đình lên nói chuyện. Dạ nói chung thì đã quyết định là mình cứ làm, không có phải chờ đợi, mình sai thì mình làm lại. Rồi lấy nhau về. Các bạn có thấy cái gì khác hơn về nhau nữa không? Tại vì thời gian yêu nhau quá chấp nhoáng lấy về mới phát hiện chồng của em rất là chậm chạp. Em có thể make up, có thể tắm rửa, có thể thay đồ mọi thứ chỉ trong vòng 10 phút. Mà chồng em thì từ 30 phút đến 1 tiếng. Em làm cái gì lâu dữ vậy cưng? Tại vì em làm ở nhà nên là cũng luôn chăm con. Phải đút con ăn, cho con bú thì làm. Lúc nào em ra đường phải quần áo phải tươm tất, phải thơm là em mới chịu. Chứ không ngoài ra là em không bao giờ đi ra đường hết. Nên thì nó lâu. Thì gì trên sân khấu toàn mùi thơm. Cái chị đó. Ủa gì đó? Lộn rồi. Đâu còn gì nữa không? Anh này thì rất là ích kỷ. Tức là cái gì cũng dành về phần mình hết, không có chia sẻ cho vợ. Giặt đồ cũng dành, nấu ăn cũng dành, chăm con cũng dành, dọn nhà cũng dành. Khi mà em rảnh thì cứ bắt Hưng nằm đó coi phim đi, đừng làm gì hết. Nhiều khi em thấy hơi bị bức xúc rằng là mình thấy giống như là mình vô dụng vậy đó. Khoan, em nói cái từ ích kỷ là em chê hay là em khen? Dạ. Anh thấy em nói cái từ ích kỷ mà cái ánh mắt của em với lại cái biểu cảm của em nó cũng gì ích kỷ đáng yêu ghê vậy. Nhưng mà tại sao vậy em? Vợ em sinh xong rồi á, cơ thể cũng yếu nên mọi việc làm thì lúc đó là em an ủi với vợ em thôi. Nhưng mà trong lòng em á thì không muốn nói thẳng rồi, sợ cho mình buồn. Tại em thứ nhất là nấu ăn này rất là tài, cái thứ hai là dọn dẹp thôi, dọn cho có chứ không có gọn gàng. Nên thôi ngồi chơi để tôi làm luôn cho rồi. Mất công làm đi làm lại tốn 2-3 sức. Tại vì yêu nhanh cưới nhanh bởi vì không tìm hiểu. Thì lúc mà cô ấy có mướn cái căn hộ ở riêng á thì em qua em chơi lần đầu á thì em thấy nhà gọn gàng sạch sẽ lắm nha, là nghĩ là cô này chắc cũng được à. Thì về nhà em biết là người làm không chứ đâu làm. Dạ thôi thì công chuyện ảnh dành hết thì ảnh cứ làm đi, mình cứ tận hưởng. Tại vì nhiều khi em thấy đàn ông họ cũng dễ thay đổi lắm, ngủ đêm sáng ngày họ thay đổi mình đâu biết được đâu. Nói chung là mình hưởng được cái nào thì mình cứ hưởng. Đó. Dạ nghĩa là anh làm anh cứ làm. Dạ, đi đúng rồi. Còn tôi thời gian rảnh tôi đi nhậu. Em có ghê có. Tại vì bà xã em có cái tật là nói chuyện với đàn ông là hay dỗ dai á. Dỗ dai đó. Em nói hoại vụ này. Ủa em, vậy là có nghĩa là nếu mà giờ trong cuộc sống vợ chồng em là chồng em quá hoàn hảo rồi. À,
Có tật xấu gì không? Không có nghĩ cho vợ. Sau khi sinh xong thì em tăng ký rất là nhiều. Mà rồi em đang cố gắng ăn một cái chế độ để làm sao mình xuống ký, giảm cân. Mà anh suốt ngày cứ 7 giờ tối ăn đi em, 9 giờ ăn đi em, 11 giờ ăn đi em, 12 giờ cũng ăn đi em. Coi như là anh cứ khuyến khích mình ăn liên tục. Tại sao vậy? Dạ, sống không có tâm lý gì hết trơn. Em thích mập mập thì ôm thì nó ấm ấm là đã. Thôi. Em thích dễ mập nhiêu ký? Hơn chút thôi là được. Bây giờ là ký? Em gần 60 ký thôi. Dạ, hơn nữa là cỡ 70-80 rồi. Sợ sao anh làm thôi. Vậy cuối cùng thì là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Lúc đầu quen nhau thì em thấy vợ em rất là cá tính, rất là mạnh mẽ. Vì cha mẹ nói thì cũng không có khóc. Sau này về em mới phát hiện ra là cực kỳ nhõng nhẽo, thả tí xíu là khóc. Cái hai là sinh con xong rồi bắt đầu ganh tị với con, nói là anh tối ngày anh chăm nó không à, anh không có ẩm em á, anh để quá là anh ảnh nổi nữa. Xong rồi ghen, cực kỳ ghen luôn. Em đi chở 10 phút là điện đúng 8 lần, hỏi đi đâu à, gặp nhớ nào à, ai mà phụ nữ đi đường hỏi đường em chỉ. Và vợ em đó thì mới nói là ủa bộ anh muốn cưới vợ nữa hả? Cũng là chỉ rồi chung cư rồi có một cô bé tối nào đi ngang cũng nhìn em, rồi vợ em mới nói là nhỏ này làm gì đi ngang nhìn anh hoài, bực qua quay qua muốn hốt chồng vậy, không có cửa đâu cưng. Trời ơi. Gan nó là người ta rất là vô lý. Bởi vì em thấy không? Đẹp trai nó khổ lắm luôn. Nhưng mà chồng em có ghen em giống vậy không? Cũng có ghen nhưng mà ghen rất là lạ. Có một lần em hẹn một người bạn đi ăn trưa, em mới nói là anh ơi em đi với anh này vậy. Thì anh nói em đi đi. Thế là em đi, sau 3 tiếng em đi về. Về anh lại hỏi là đi cái gì mà lâu vậy? Ăn trưa mà 3 tiếng ngồi nói cái gì, người đó mặc đồ ra làm sao, giờ người đó ở đâu, rồi gặp sau rồi có gặp nữa hay không, hỏi liên tục mà làm rất là bực mình. Cái cho đi xong rồi về chất vấn. Dạ đúng đó. Rồi, dạ. Tại đúng vì rồi. Bản chất của vợ em là tưng rồi hay tin người là, nên em cũng không yên tâm, nên em mới là mình hỏi để mình biết, sợ mình gặp những cái điều gì không hay thôi. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại là vậy nè, chị chưa biết được là tụi em muốn sửa, tức là những cái gì mà cần thiết phải sửa. Điều em muốn ở vợ em là thứ nhất là khi hẹn hò bạn bè phải cho con ăn uống trước đầy đủ đàng hoàng rồi hẹn. Cái hai là bớt gan, cái thứ ba là gọn gàng tí xíu. Với lại vợ em có cái tật là nói dài, mà mỗi lần nói là một điều tí xíu mà nói 5-6 lần mà nhức đầu luôn. Cặp vợ chồng này thấy có bộ vợ nhiều tật xấu hơn là chồng đó. Tất cả là do bạn hết, tại bạn hoàn hảo quá. Thứ nhất là vậy nè, bạn quá chiều vợ bạn đi. Cái thứ hai nữa là bạn quá chu đáo trong tất cả mọi việc. Cái mong muốn của vợ bạn là gì? Là anh chia sẻ công việc qua cho em. Có thể là đầu tiên là bạn làm sẽ không có vừa ý em, nhưng mà bạn làm riết thì đương nhiên là bạn phải tiến bộ lên, đúng không? Dạ cũng đúng, nhưng mà ít nhất thôi chứ chia nhiều quá em cũng làm không nổi. Thì cái sức của mình đi, em thấy em làm được như em làm đi. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ cảm ơn. Nói nghe nè, sao có cái nét của Lam Trường ha? Lam Trường hồi ôi sao chị hay quá vậy? Trẻ thiệt. Hay quá. Em có thấy là tự em có nhận thấy là em giống Lam Trường hồi trẻ không? Dạ. Chắc là em của Lam Trường nè. Cháu thì giống tôi sẽ xin cháu đi. Rồi cháu là biết là không phải rồi. cháu nghe hồi xưa bắt đầu nghe nhạc của Việt Nam ấy, thì hồi xưa cháu nghe anh Đan Trường, anh Lam Trường đầu tiên mà. Ừ. Nên là chắc là bị ảnh hưởng thôi ạ, chứ cháu không nghĩ là cháu giống anh Lam Trường hồi xưa đâu. Không nhân dáng nha. Cái gương mặt giống lắm. Ừ. Tại vì là cô làm việc với Lam Trường từ lúc Lam Trường còn trẻ đó, là tụi cô đi diễn chung với nhau ở châu Âu rất giống, dễ sợ giống luôn á. Thấy ra chị hết hồn á. Và cô vợ thì giống một ca sĩ nữa. Bé ca sĩ Thủy Tiên. Ca sĩ Thủy Tiên. Có giống không? Bé vợ không, giống chỗ này thôi. Đó. Lên. Giống. Đó. Thôi chắc là hai vợ chồng chắc có liên quan gì đến nghề ca hát đúng không? À hai vợ chồng của cháu thì là vợ con là diễn viên múa, trước là diễn viên múa. Cháu cũng múa từ nhỏ, còn đâu con là cũng là ca sĩ tự do. Trời ơi, tôi đoán hay quá. Chứ con theo dòng nhạc nào? Con theo dòng nhạc nhẹ, nhạc trẻ đấy. À. Hồi xưa con cũng tham gia mấy cái chương trình của truyền hình, cũng là cuộc thi của truyền hình ấy. Yeah. Hát Việt ấy. Ừ, nhưng mà con có thích chú Lam Trường không? À, anh Lam Trường thì có thích, hồi xưa nghe đầu tiên là nghe anh Lam Trường với anh Lam Trường. Ôi. Đó, bị ảnh hưởng rất nhiều từ hai anh. Anh hai Lam Trường là thần tượng có biết bao nhiêu. Anh hai anh bo. Thôi bây giờ để cụ thể hơn, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ nha. Đúng rồi. Rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con là Trang, con sinh năm 92. Hiện tại thì con, trước đây thì con làm nghệ thuật. Con đã từng có một thời gian là diễn viên múa và là giảng viên múa của trường Học viện Múa Quốc gia Việt Nam bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Chúng con là kinh doanh về mỹ phẩm và quần áo thời trang ạ. Yeah. Ủa 92 là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ, con để mà tính sang lịch thì chắc là bây giờ bước sang tuổi 31 hay 32. Đấy, 32. Thế mà nhìn quá trẻ luôn. Cô nhìn cô tưởng con. Dạ, và hiện tại thì bọn con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi. Quá surprise luôn. Đang suy nghĩ chip thôi mà đi lấy chồng sớm thế không biết. Đang nghĩ trong lòng. Em cũng nghĩ là cỡ 22, 23 thôi. Thiệt. Thật sự luôn á. Ôi, sướng quá. Con là con còn lớn tuổi hơn Xí Ngầu nữa đó. Ờ. Xí Ngầu nhà cô là 94.
Vâng, con chị thứ hai. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi đấy ạ. Ôi, bé thứ hai thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Con, ôi trời, con chú cũng mới chuẩn bị tám tuổi. Con nhìn cô chủ khen thiệt luôn. Để không, con trẻ quá. Chuyển qua bạn chồng có nó nhiều rồi. Tuổi nữa thiệt. Mời từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con thì con sinh năm 90 ạ. Lớn hơn 2 tuổi. Vâng, lớn 2 tuổi. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ con tên là Xuân Sơn ạ. Xuân gì? Xuân Sơn ạ. Xuân Sơn. Sao hai đứa này nó trẻ dữ vậy ta? Chồng còn lớn hơn vợ 2 chắc tuổi. Suốt nữa. Ngày á, chồng hát vợ múa. Hai vợ chồng cũng khối hợp nhau. Trẻ hay là, hoài. Hay là dùng mỹ phẩm của con mà bị chắc, gọi là có không? Trẻ hóa ngược lại đúng không? Rồi, chút nữa giới thiệu cho cô chú cái tên dạ, vâng đó ạ. Để chú về chú xài để cho đúng chú rồi. Gịch cái tuổi chú con lại. Con sẽ tặng cô chú cả trường quay luôn ạ. Ôi gì hả? Ôi, mỹ hóa quá. Gịch cái tuổi của cô lại nghe không? Vâng, vâng, cho chú xin nha. Thôi, bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Để chú đoán nè. Chắc có thể là vào một cái dịp nào đó con làm một cái MV ca nhạc. Thế là con cần một cái nhóm múa minh họa. Chú nói này cho con hiểu không? Vâng. Con cần một nhóm múa minh họa là minh họa cho MV ca nhạc này của con. Thì cái nhóm trong nhóm đó là có cô bé này. Vâng. Và con thấy Trang xinh quá. Và sau khi hoàn thành MV đó rồi con cua Trang luôn. Đúng không? Tức là ông ấy đoán không làm thầy bói á con. Đúng không? Đúng không, thầy bói có khác. Thế thì con nghĩ chúng phải nên chuyển nghề đấy ạ. Ôi, trời, chuyển nghề đấy ạ. Bởi vì thực ra là nó không đúng 100% nhưng mà đến 90% đấy ạ. Ủa là sao? Tức là em được hai bạn công nhận là em đã có thể hành nghề thầy bói. Bữa nay cấp bằng. Đúng đúng. Ủa là đón trúng không? Đúng, từ đó giờ là không bao giờ trúng. Không bao giờ trúng 100% là trật. Không, nhưng mà chắc là chú có duyên với vợ chồng con. Ủa mà chú đón trúng không? Trúng. Tao đã nói là 90% nha. Trúng đến 90%. Trời ơi. Đâu bây giờ thôi kể cụ thể đi. Bây giờ con sẽ chia sẻ nha. Ừ, con chia sẻ nha. Hay là chồng chia sẻ nhở? Thôi hai đứa bánh tù xì đi. Anh đi. Nói chứ. Quánh đi. 1, 2, 3. Rồi, đứa nào thắng chia sẻ. Về cái tiểu sử của vợ chồng con là như thế này. Đứa nào chia sẻ mà. Thắng chồng mà. Mời em. Thì thực ra cái khoảng thời gian mà bọn con quen nhau thì con không biết là mọi người có tin không để mà đi đến cái ngày hôm nay khi mà chúng con từ yêu nhau dẫn đến kết hôn rồi là sinh hai bé và xây dựng gia đình. Thì nói thật sự với mọi người là bọn con quen nhau qua online ạ. Tức là cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam. Thì con thì ở ngoài Hà Nội. Thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà con và chồng con là hai vợ chồng là cùng vừa mới chia tay người yêu cũ. Thì có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ. Khi mà vào inbox con ở trên Facebook ạ. Thì con vào con không hề thấy được có cái sự tương tác nào cả. Thì tự nhiên lại vào inbox là: chào em, anh có một chuyện này muốn nói chuyện với em được không? Thì con trả lời lại, tại vì nó vào trong cái phần tin nhắn chờ, thế nên là con cũng chưa rep lại được luôn lúc đó. Thì là đến khi con vào, con trả lời thì con bảo là: dạ vâng, em chào anh, có việc gì đấy ạ? Thì chồng con, lúc đấy là con chưa vào Facebook xem, thì để xem là anh ấy nói gì đã. Thì anh ấy nói với con là anh là ca sĩ. Và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV đấy. Con nói đến khúc này là chú đã thấy là coi như chú là coi như không cần nói nữa, tức là không cần nói nữa là bé này đồng ý rợn da gà luôn đó. Bé đồng ý là bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội đó. Dạ, thực ra với cô là cái lúc mà anh ấy làm quen với con á, thì anh ấy nói con là anh ấy chuẩn bị ra một cái MV trong cái thời gian tới và anh ấy thấy gương mặt của con là phù hợp với MV của anh ấy. Và anh ấy có ngỏ lời là muốn là mời con làm diễn viên chính trong MV đó. Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi, con chưa thấy một cái MV nào hết ạ. À, như vậy là cái 10% đó là em bị sai. Đúng. Tức đúng là em đoán đúng cái ước mơ của con bé vợ thôi. Đúng rồi. Nãy giờ tôi đoán sai hả? Con ước là con được biểu diễn trong cái MV đó. Đó, tức là đấy là nghề của con. Nhưng mà thực ra suy cho cùng là nghĩ đến bây giờ là tức là chỉ lý do để mà chồng con để làm quen với con, làm quen thôi ạ. Tới bây giờ vẫn chưa có MV nào. Dạ vâng. Chưa có MV nào. Vậy bây giờ mình gom lại là chú đoán sai nữa. Tức là con bảo chú đoán nhưng mà chú đoán được ý chính rồi. Tức là có người tham gia MV nhưng mà cái đấy nó không xảy ra là sự thật thôi ạ. Tức là em đoán được cái ước mơ của con bé vợ chị đã nói rồi. Rồi bây giờ hỏi chồng nè. Sao con? Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là có là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? Bởi vì cô chú ạ, hồi đấy là mới chia tay người yêu xong thứ nhất này. Mà mình làm nghệ thuật ấy nó rất là ảnh hưởng tâm lý. Cô đơn lắm. Thế là tự nhiên một ngày lướt Facebook rất là đẹp, mình không hiểu vì sao sợ lại có cô bé nào trong nick mình thế này mà sao lại có bạn bè chung mà là bạn bè không biết được, không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Thì ra mình nhìn và ấn vào profile xem, ui xinh quá. Hồi đấy mới lớn mà chú. Cái tuổi mới lớn mà. Ui xinh thế mà còn làm nghệ thuật đó. Ui điểm chung chết rồi. Phải thử thôi. Phải chỉ còn một con đường là làm MV rồi. Đấy lúc ấy nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội, bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ để gặp nhau mà để nói chuyện, cái lý do làm sao cho nó hợp lý nhỉ. Chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy,
thôi lấy cớ đấy để như nào. Con thi chương trình gì? À giọng hát Việt. À giọng hát Việt. Việt. Ừ. Rồi sao nào? Rồi xong sao nữa? Thì xong thì thực ra là xong rồi cái cuộc hành trình mà để tán ấy nó cũng rất là dài. Thực ra là mình lấy những cái gì nhỉ? Những cái bản năng, những cái mà mình có thì có năng khiếu. Mình sẽ đẩy hết ra, xô hết ra cho người ta. Nó rất là dài, ví dụ như này, kể một cái đơn giản như này thôi ạ. Đầu tiên là con mời đóng MV này, thì cô ấy cũng đồng ý, cũng thích, cũng sớt, chắc là cũng biết rồi. Ừ. Chắc cũng ấy cũng đồng ý nói chuyện qua lại đúng không? Nói chuyện qua lại thì mình là đàn ông mà. Thì mình cũng phải này kia, thực ra là mình ý đồ là mình ý đồ sẵn là mình tán tỉnh rồi. Tán tỉnh rồi. Ừ. Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy lại càng hợp hơn nữa. Ờ. Thế. Cảm thấy mà... như là người ta nói là cuốn ấy. Ừ, cuốn. Nhưng mà cổ hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? À, lúc đấy cũng có hỏi nhưng mình trả lời là hay sao? Cứ phải tưởng tượng ra thôi, tượng, vấn đề gì đâu. Ừ. À, em yên tâm, anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Đang chờ. Em yên tâm. Anh đang nghĩ nào để anh bốc phét cho nó gọi là cô biết mà, cô biết chứ. Rồi xong rồi á là cái lần đầu tiên á mà con hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Trong Nam hay ngoài Bắc hay là bằng cách nào để mà gặp? À, sau 2 tuần có nói chuyện, xong đến 3 tuần rồi phải tầm đến tầm 1 tháng con bắt đầu con nói là con thích. Con bay ra Hà Nội. Không, con thích đã. Tôi thích ấy. Sau bắt đầu mới nói chuyện theo kiểu xưng hô kiểu khác đi một chút. Ừ. Nói chuyện theo kiểu nó nhẹ nhàng hơn một chút, anh em nó dịu dàng hơn. Ừ. Sau lúc đó là nuôi chưa gặp đâu ạ. Phải đến mấy tháng sau mới. Hai tháng sau ạ. Con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian 1 tháng thì tức là nói chuyện với nhau được 2 tuần thì anh ấy nói là anh ấy thích con. Ừ. Xong tiếp theo là nói đến 1 tháng thì anh ấy nói là tình cảm bắt đầu nó hơi sâu một chút rồi. Ừ. Chắc là nó có thể gọi là yêu không? Đấy, nói con như thế. 1 tháng đã nói yêu thì mới đầu con chỉ nghĩ đơn giản là tại vì bản thân con là một cái người rất là tình cảm và con luôn thích tức là người yêu mình là phải ở bên cạnh mình chứ mình không yêu được xa. Thế là con nghĩ là mới đầu thay thôi. Mình cứ đồng ý đi. Trước mắt là để giải quyết cái coi là nỗi buồn của mình có người bạn bầu bạn tâm sự cho nó vui đã. Ừ. Thì con đồng ý bình thường. Thế xong bắt đầu từ cái ngày hôm đó đồng ý thì là bắt đầu hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu nhau kỹ hơn, chia sẻ và tâm sự cả bên hai gia đình kỹ hơn này. Sau đó là bắt đầu đến khi mà anh ấy có một cái buổi tức là bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình bài hát yêu thích ấy ạ. Con vẫn nhớ lần đầu tiên là như thế. Thì là anh ấy bay ra thì anh ấy có hẹn con là ngày này anh ra để anh làm công việc thì anh kết hợp anh sẽ ra để chúng mình gặp nhau luôn. Ừ. Thì sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra và bọn con gặp nhau từ lúc đó. Rồi. Đấy cô muốn biết cái hôm mà gặp nhau ấy. Đó, trước giờ toàn là gặp nhau. Ờ qua online thôi. Là có phải làm FaceTime. Ừ. Lúc đó FaceTime rồi đúng không? Con đi làm về, nghĩa là con đi hát tại phòng trà về này. Là 11 giờ. Ừ, bao giờ cũng bắt đầu ra ngoài sân bắt đầu là dựng bàn dựng ghế xong rồi mở iPad lên bắt đầu gọi đến nói chuyện 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trời hầu như không nặng thêm. Nhưng mà cái quan trọng là gặp nhau ở ngoài kìa. Đúng đó. Rồi, ở ngoài đời. Du lắm. Cái hơi ấm nó tỏa ra này. À. Ánh mắt thì phát ra những cái tia lửa gọi là này cái nọ các thứ đó. À. Tụi con nói cái cảm xúc của tụi con lúc đó. Ở ngoài đời nó có ăn ảnh không? Nghĩa là ngoài đời nó có đẹp hơn khi mà mình nhìn qua điện thoại hay không? Ừ. Đó, và có một điều gì đặc biệt hơn. Hai chồng nói trước đi. Chồng nói trước thôi. Đâu con nói thử và lúc con gặp cái lúc mà tán nhau yêu nhau qua internet ấy, đã là gọi là rực cháy tình yêu lắm rồi. Muốn gặp quá rồi. Không thể chịu được rồi. Xinh quá đúng không? Vâng đấy là muốn thật tận nơi xem mà thực tế thì như thế nào. Rồi khi thực tế thì như thế nào? Thực tế này quá tuyệt vời chứ ạ. Hơn cả trong hình ảnh và trong video call. Hơn những gì mình gặp nhau ở sân bay ạ, hôm đấy cũng ra đón. Ra đón con. Dạ vâng. Con ở sân bay. Trong muôn vạn người đó con có nhận ngay ra cổ không? Ui ra ngay. Ra ngay đúng không? Ra một phát là thấy ngay đúng không? Khoan cho hỏi cái. Rồi. Rồi, tại vì ổng là ca sĩ và bên này là diễn viên múa nữa. Rồi cái giây phút mà nhào lại quên, nghĩa là chạy tới nó có lãng mạn không? Không, nó đâu có điên. Đông lắm. Không có ai làm như thế. Có không? Ôm nhau nhưng mà không có cảm giác là gọi là chạy ra. Tại vì thực ra hồi đấy là cũng hơi trẻ con nên là hơi ngại. Nhìn thấy nhau con thì con ngại, anh ấy thì không ngại nhưng mà con thì con ngại. Nhưng mà con nhìn ra luôn và cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá. Da trắng quá. Da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà. Đấy thì con ấn tượng luôn như thế. Nhưng mà con không ôm chồng. Tại vì Nhưng mà anh ôm con. Vâng thì đi ra một cái là anh ấy ôm. Thế xong rồi là cũng nói qua lại một vài câu có nắm tay nhau xong rồi thế lúc ấy cảm xúc thế nào cái. Đấy, lúc ấy cảm xúc thế nào thì muốn vọt ra ngoài nói chung là nó con thì con cảm thấy là cái lúc mà mình đã nói chuyện với nhau rồi là mình đã có tình cảm rồi. Và đến khi mà được gặp nhau thật ở ngoài đời á thì đúng thật là mình cảm thấy là tất cả mọi thứ nó đều là thật.
Thế trước đây là mình chỉ được nhìn qua cái camera thôi. Và bây giờ mình được gặp tận ở ngoài này, xong rồi là ôm rồi tay các kiểu, coi như là được cảm nhận. Thì nó cũng khác ạ. Nó khác chứ. Cũng là cảm xúc đấy ạ. Khác chứ con. Run rẩy rồi xong rồi run hơi run lắm rồi. Con run lắm. Các kiểu đúng không? Rồi tối hôm đó đi xem biểu diễn bài hát Tôi Yêu nữa đúng không? Bài hát yêu thích ạ. Bài hát yêu thích. Tối hôm đấy đi xem, thế xong rồi tự nhiên ngồi ở dưới. Bình thường thì là anh này anh ấy chỉ hát cho con nghe qua online thôi. Và rất hay quay những cái đoạn clip ngồi đấy vừa đánh đàn vừa hát. Tại vì tán mà. Nhưng mà hôm đấy thì con ngồi ở dưới, con lại nghe cái bài hát mà anh hát kia. Con ấn tượng nhất là cái bài hát Hà Nội gì nhỉ trong nhỉ? Bài đấy rất là hay và con rất là thích không? Cái bài gì về Hà Nội á? Hà Nội của tôi á? Hà Nội của tôi. Thế là tự nhiên con ngồi dưới con nghe phát con bảo đây rồi. Thế này thì chắc không bỏ được rồi. Đấy, con nghe xong con bảo là cái cảm giác mà nghe kiểu nghe thật tiếp, bởi vì là thực ra con lại là một người làm nghệ thuật, thế nên là con lại rất là thích những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật thì mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp với mình và sẽ có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nghe xong phát là cảm thấy yêu hơn nhiều. Và bây giờ con có muốn nghe lại cái bài đó không? Hát trích đoạn một câu thôi cũng được không? Sương Sơn. Con vẫn thích mà, tại vì từ lâu lắm rồi là trước đây thì con hay đi nghe chồng con hát lắm, nhưng mà từ khi yêu và lấy về rồi là con bị lười, con không đi nữa. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Sương Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đúng rồi, cho đi đã. Tái hiện lại. Đúng không? Tại vì bài này cũng khá lâu rồi, chồng con không hát được. Con sợ là con quên. Vài câu thôi. Con hát một cái bài nào mà nó ca ngợi tình yêu đi. Rất là nhiều bài để hoặc là cái bài nào mà con tâm đắc nhất, con thích nhất ạ. Còn nhiều, con thì rất nhiều bài, con đi diễn rất nhiều bài. Bắt đầu. Con xin hát một bài, một đoạn điệp khúc ở trong bài Yêu Là Tha Thứ của nhạc sĩ Only See. Only See đó. Bài này con cũng thích. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Mà giống y như Lâm Trường. Em định nói đó. Giống Lâm Trường. Trời ơi. Giống là cô giống lắm. À, để chú sẽ có ý kiến lên chương trình mà gương mặt thân quen á. À, thế rồi sao mà có làm á, sẽ mời Xuân Sơn tham gia. Thì con chỉ cần mà giả Lam Trường thôi là giống liền. Riêng giả Lam Trường với giả Lam Trường là còn hâm mộ lắm. Sơn có sức nhà. Giống liền. Giống lắm. Cái cách hát cái feel của con á giống chú Lam Trường lắm con luôn. Nên mời chú Lam Trường hát chung với con trong một dự án bảo đảm thành công liền nha. Rồi. Còn như sao? Cái cảm nhận của con khi mà con nghe ảnh hát cái bài nãy rồi là ngon rồi, vẫn như ngày đầu, vẫn như ngày đầu. Vâng. Đây là của tôi rồi luôn. Đúng rồi, đêm đó coi xong rồi sao? Đúng rồi, đó đó chị đang muốn hỏi đó. Cái hôm mà coi xong coi xong rồi đi đâu? Có về nhà không hay đi đâu? Cái chương trình đó là cũng kết thúc muộn, thì hôm đó xong một cái thì là anh có đưa con đi ăn và là bọn con có đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nhau một tí thôi. Nói chung là đến cái buổi ngày hôm đó xong thì thấy là rất là cuốn rồi, rất là yêu rồi, và trong đầu nghĩ là bây giờ làm thế nào nhỉ? Có cái cớ gì để mà ông ấy ở lại thêm vài ngày nữa? Tại vì là sau khi mà hát xong thì là tối ngày hôm sau là anh ấy đã bay vào rồi. Đó, thì nói chung là con cũng rất là mình cảm thấy rằng là mình gặp ai lần đầu tiên và mình đã bị ấn tượng ngay bởi lần đầu rồi. Thì mình cảm thấy là cũng có thể là mình xác định được. Mình xác định mình yêu tử tế được. Nhưng mà rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm hình như tầm 6 tháng. Đó. Cưới là gặp nhau là sau 2 tháng gặp nhau này. Tháng 6 tầm 4 tháng sau con trai. 4 tháng sau là cưới luôn. Không, là con đúng không? 9 bắt đầu yêu nhau từ tháng 9 đúng không? 6 à tháng 9 10 11 12 là vâng tầm 4 tháng sau ạ. 4 tháng sau. Thì lúc đó là một đứa bay vào hay là một đứa bay ra? Con quyết định là bay ra. Về Hà Nội. Về Hà Nội. Ở vì nhà con quê con ở Hải Phòng. Thế nên là con nghĩ là thôi. Bây giờ yêu như này rồi, cuốn quá rồi thôi, đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Rồi vừa gần tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Về cũng dễ mà bố mẹ lên thăm cũng dễ. Thôi. Về. Rồi cái đợt không bây giờ em không phải nhiều chuyện mà em muốn hỏi thăm cho nó tới luôn. Tức là cái bữa mà ra hát đó là có nghĩa là có ở lại thêm 2 ngày nữa không? Hôm đấy có. Con lùi vé. Rồi cái đêm đó. Rồi cái đêm đó là có đi riêng với nhau nữa không? Đêm sau chứ. Đêm sau có đi riêng với nhau không? Chỉ đi chơi thôi ạ. Chỉ là chưa có gì đi chơi thôi, tại vì con nói thật là cái đợt đấy con trẻ con lắm mà, mẹ con thì kinh khủng khiếp. Mẹ con không phải ghê gớm gì nhưng mà mẹ con thì mẹ con giữ con lắm. Rồi bây giờ đến khi nào mới đi riêng với nhau?
đi riêng với nhau đó, và là lần mấy nhở, có lướt qua tất cả mọi thứ rồi nhở, hiểu rồi đó. Tức là nó sâu hơn, sâu lắm đó. Phá rào đó con, phá rào. Không, hình như là đến khi mà anh ấy quyết định anh ấy đi ra ngoài rồi đó, đi ra Hà Nội, ra Hải Phòng đó đúng không? Hà Nội ạ, Hà Nội, là quyết định vượt rào, vượt rào. Và có sự cố gì không? Không ạ, không, rất là mượt. Nhưng mà sau đó thì là có bác sĩ có báo cưới không? Dạ chưa. Bọn con yêu nhau mãi gần 2 năm rồi bọn con mới cưới mà. Mà trong quá trình tụi con yêu nhau là có lần nào mà giận dỗi mà đòi bỏ nhau không? Ui, nhiều ạ. Nhiều lắm ạ. Nhiều nhưng mà có một lần rất là gay gắt. Rất là. Lý do? Tại vì là anh ấy hẹn con đi ăn buổi tối. Anh ấy hẹn con là 7 rưỡi qua đón con. Nhưng mà hôm đấy đến 8 rưỡi con chẳng thấy anh ấy đâu cả. Được. Xong rồi là con gọi điện cho anh ấy cũng không được. Thế là con nghĩ bảo, ủa sao nhở? Yêu mình mà đi ra hẹn hò với mình mà lại sai hẹn. Bởi vì tính con thì con rất là ghét cái sự chờ đợi. Con làm việc thì con kể ở trong công việc hay là kể con đi chơi, con hẹn hò thì con rất là ít khi mà con cao su. Trừ khi là ví dụ mà con có bất kể một cái vấn đề nào đó, sự cố nào đó thì con luôn luôn phải gọi lại cho người ta để mình có lý do. Thế là hôm đấy con, cô chú biết là cái cảm giác mà lúc mà mình mới yêu á, thì mình lúc nào mình cũng chỉ muốn người yêu mình cứ phải nhanh nhanh chóng chóng để mà đến với mình thôi. Thế là hôm đấy là rất là hào hứng, make up, trang điểm, quần áo, váy các kiểu chuẩn bị trước hàng tuần rồi. Bởi vì là cái đợt đấy, cái đợt cãi nhau đấy là cái đợt mà anh ấy chưa ra hẳn Hà Nội. Đó, thế là con dỗi. Hôm đấy là đến, xong rồi đến giải trình hết tất cả mọi thứ con dỗi, còn nói chia tay luôn. Rồi anh sao? Chia tay luôn. Rồi anh có chia tay không? Thì trong lòng con là con chỉ nghĩ là thôi, con nói để gọi là dọa dọa thôi, để mà cho biết để lần sau đừng bao giờ lặp lại nữa. Thì anh ấy bắt đầu tuôn ra những cái câu nói làm cho mình xúc động này kia, nhưng mà con nhất quyết là con không, bởi vì tính con từ trước đến nay rất là kiên định. Và con dỗi là kiểu con dỗi là dỗi hẳn một lần cho biết luôn. Thế xong bắt đầu là ngồi nói chuyện một lúc thì bắt đầu anh đi về. Anh ấy đi về thì lúc đấy chắc anh nghĩ rằng là con lúc đấy là có thể là do con tức thôi nên là con mới nói chia tay thôi, thì bắt đầu về đã bắt đầu dỗ dỗ này kia thì nghĩ là sẽ là xong, bởi vì cái lý do thì nó cũng không phải là quá làm gì nghiêm trọng. Thế đến 12 giờ đêm thì anh ấy nhắn tin, thì lúc đấy con chưa ngủ. Thế anh ấy hỏi con một câu là thế thôi nhé, mình bỏ qua cái câu chuyện này, không dỗ nhau nữa, bởi vì mình yêu xa đã thiệt thòi rồi. Thì ngày mai sẽ đền bù cho em. Thế là con nói luôn, con vẫn nhất quyết là không, em không chấp nhận. Cứng rắn quá. Vâng, con cứng luôn. Con cứng luôn và con nói luôn là em vẫn lựa chọn quyết định đó chính là chia tay. Và bây giờ mình sẽ chỉ là bạn thôi. Thế là tầm khoảng chưa đầy 10 phút cô chú ạ, đã bấm máy cho con là anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi. Làm gì? Phong đến rồi. Đến rồi, tức là đến để xin lỗi. Và là nếu như mà em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ ở đây đến hết đêm. Và anh chờ đến hết ngày này ngày kia, kể cả là bố mẹ em có ra anh vẫn đứng ở đây. Thế là con bắt đầu con bảo mà mẹ con ngày xưa thì ghê chứ, tức là mẹ con giữ con quá, mẹ con tức là luôn luôn nghĩ con là trẻ con ấy. Thế là cứ bảo con là không, chia tay cũng được nhưng mà cho anh xuống anh nói chuyện một lần nữa cho nó rõ ràng. Con bảo không, bây giờ đêm rồi em không xuống được, em còn con còn nhiều cái, con còn nói cơ mà, mẹ em giết em đấy, anh đừng làm khó em, mẹ em giết em đấy. Thế xong con bảo thôi cứ đi về đi, nói chuyện gì thì để ngày mai nói. Tiếp theo như nào nhỉ? Ngày hôm sau, sau thì lại con lại sang luôn từ sáng. Tức là đêm đó là con kêu anh về. Vâng, con kêu anh về và con bắt anh ấy phải về. Rồi về. Rồi ngày hôm sau. Đêm hôm đấy như nào? Về thì cảm xúc như nào? Thì bị buồn chứ, buồn gọi là buồn thối ruột luôn. Rồi sao nữa? Qua ngày sau. Nghĩa là đến sáng con nghĩ là con ngủ được trong tầm 1-2 tiếng rồi đấy, đến tầm thiếp đi một tí rồi đến sáng rồi tầm 7 sáng con đã sang đấy rồi. Qua đứng nữa. Đứng để chờ đến giờ mà ăn sáng dậy là chắc chắn sẽ phải xuống rồi. Mà có sư có vô nhà không? Không, đứng ở cửa. Cái đợt đó là con vẫn đang đi học ạ. Thế nên là ông này ông ấy biết cái giờ giấc học của con buổi sáng. Thế là ông ấy qua buổi sáng, rồi là ông ấy lại nhắn tin cho con là thôi để anh đưa em đi ăn sáng, thì thôi bây giờ mình chia tay thì mình vẫn là bạn, thì anh lại đưa em đi đến trường. Thì vẫn đưa đi đến trường bình thường. Rồi sao? Xong rồi là bây giờ vợ thể kể tiếp nhá. Thế xong rồi là đến chiều khi con đi học về, đón con về rồi thì anh ấy bắt đầu anh ấy nói là anh với em ra đây nói chuyện với nhau một tí. Thì hai vợ chồng mới đi ra, con với anh ấy mới đi ra một cái quán cà phê. Thì là anh ấy nói là thôi cho anh xin lỗi, anh nghĩ là đến ngày hôm nay em nguôi rồi, thì cho anh xin lỗi và anh sẽ hứa là sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng mà con vẫn cương quyết là không. Cứng quá. Cứng luôn, bởi vì cứng luôn một lần cho biết. Vừa mới nói chia tay hôm qua mà đến hôm nay lại đồng ý, bỏ qua thì lại không được. Thế xong ông này bắt đầu, mình thấy ông ấy ngồi mặt đần thộn ra. Xong rồi bắt đầu lại thấy khóe mắt lại cay cay chứ. Kiểu hơi bắt đầu rớm rớm rồi đó, rớm rớm rồi. Tại vì con cứng lắm. Thế xong rồi bảo với con là thôi được rồi, bây giờ em muốn chia tay cũng được, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Tức là anh muốn đưa em đi chơi ngày hôm nay thật trọn vẹn, và xong rồi đó thì là chúng mình có thể chia tay nhau cũng được, anh chấp nhận là chúng mình là bạn. Thì con nghĩ thôi, một hồi sau thì con nhìn thấy mặt cũng tội tội, tại vì thực ra là
ông ấy biết tính con, là tính con rất hay là kiểu bị xúc động, tức là mình rất là dễ yếu lòng. Bất kể một cái câu chuyện nào đó cứ đánh vào tâm lý của mình thôi là mình có thể mình nhũn xuống ngay được, động lòng đó. Vâng, động lòng luôn. Thế là con đồng ý đi chơi, thì tối hôm đấy đi chơi thì cũng cho con khá là nhiều bất ngờ. Đưa con đi thì dắt đến một cái bàn gọi là trải đầy hoa hồng ra, xong rồi có một cái bánh. Thế xong rồi là đi đưa con vào ăn uống. Nói chung là xong rồi lại tặng hoa cho con nữa, và rất là bất ngờ. Xong rồi tiếng nhạc thì du dương, thì tự nhiên mình lại cảm thấy rung động quá trời. Thế xong rồi bắt đầu làm tự nhiên thế nào lại quên hết đi tất cả những cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong rồi, thế đến cuối, ăn xong rồi đi xem phim. Đi xem phim xong rồi lại đi lượn lờ, và cuối cùng là anh ấy đỗ lại ở Hồ Tây. Và anh ấy có ngồi nói chuyện với con. Anh bảo là thôi, tha thứ cho anh biết là anh sai rồi và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thế là thôi, tự nhiên con lại ôm chầm anh ấy luôn. Coi như là quên luôn câu chuyện. Coi như là chia tay nhau đến tận chia tay nhau đến tận một ngày. Dạ vâng, đúng đấy, quá dài luôn. 24 tiếng đấy cô. Đấy, thì tận một ngày mà lại. Nhưng mà sao mà con sắp xếp hay vậy ta, kỳ công luôn á. Vâng, thì lúc đấy là sức mạnh của tình yêu thôi, bởi vì hồi đấy là chả yêu ai ngoài cô ấy cả. Đặt hết niềm tin vào đấy rồi, thôi thì con lại bị nặng tình nữa. Thôi thì làm hết tất cả để được quay lại. Sợ cái lần, vì sợ, trong lòng sợ chứ là sợ lắm. Cái lần chia tay đó là dài nhất đó con. Thì đến tận một ngày mà lại khổ quá. Thực ra là có những cái ngày mà đấy là chia tay được mới yêu đấy ạ. Còn đến khi lấy nhau về rồi thì chắc là không có lần chia tay nào. Chắc là dài nhất đấy ạ. Thực ra là con vẫn dài nhất thì... là 24 tiếng đấy. Vâng, bọn con khó chứ, bọn con ít khi nói lời chia tay lắm, bởi vì là thực ra là anh ấy yêu con thì ít khi anh ấy có lỗi lắm, nên là chắc cái lần chia tay đấy là lần ấn tượng nhất. 12 giờ ông chạy qua bên con mà tối hôm đó có nghĩa là chưa tới 24 tiếng thôi, cứ cho như là 24 đi em, phân tích một chi cho nó mệt vậy. 24 tiếng rồi, bây giờ hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Tầm gần 2 năm ạ. Gần 2 năm. Vâng. Suôn sẻ hết, gia đình hai bên chắc là dạ coi vâng. như là không vâng. có ai có ý kiến gì. Bởi vì tụi con quá xứng đào xứng két. Nam thanh nữ tú đúng không? Đó không rồi là không có gì lắm ạ. Không bị gia đình phản đối gì đâu ạ. Kể cả từ khi mới yêu cho đến khi mà lấy ạ. Thế cái đứa bé mà 8 tuổi đó dạ. thì là nó ra đời là, tức là nó hình thành là trước hay là sau khi làm đám cưới? Sau khi làm đám cưới chứ ạ. Sau khi làm đám cưới xong dạ. là có bầu liền. Có bầu liền. À không, con có bầu trước khi cưới ạ. Là vâng, thì con có bầu trước khi cưới, thì sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện ra con có bầu, con sợ không? Cả hai đứa như thế nào? Sợ ạ. Thực ra sợ. Là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Và cũng đã nói xin hai bên gia đình, thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho bọn con là tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã, học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Và khi mà bọn con đi lại với hai bên gia đình như thế thì hai bên gia đình cũng không cấm cản gì cả. Vì cũng đã xác định luôn là đúng con rồi. Chỉ cần chờ con học xong thôi. Có nghĩa là cái đứa đó là nó phải là con của tụi con. Dạ vâng, tức là bọn con không có cái chủ đích là để mà cưới luôn. Mà cái đấy nó cũng là rất là như kiểu cái duyên đến ông trời cho thì mình phải đón nhận ý ạ. Thì con vẫn còn nhớ là lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Bởi vì con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà con bắt đầu, cái khoảng thời gian mà con dính rồi ấy, là con còn vẫn còn thi. Mà cô chú ơi, con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy những cái kiểu trên sàn quay nhảy, vẫn còn như rất là bình thường. Và đến khi đi khám bác sĩ còn bảo rồi ôi đấy, cái đứa đấy là cái duyên nó phải đến đấy, chứ đúng quay nhảy như thế thời gian đầu là rất là nguy hiểm. Mà may thế nào vẫn ok. Là duyên đó. Nhưng mà là đứa bé trai hay bé gái đầu? Dạ bé gái. Bé gái ạ. Bé gái. Mà lúc tụi con sanh nó ra tụi con làm ăn được đúng không? Dạ vâng, nói chung là cũng hợp cô chú ạ. Sanh nó ra cái là bắt đầu mình dạ. mọi thứ mình hanh dạ, thông vâng. các thứ là đúng là bắt buộc cái số nó phải làm con của đúng rồi, có nghĩa là công việc của con phải là hoạt động liên tục, mà với những cái thế dạ, vâng. rất là khó như vâng. vậy mà vẫn còn bám. Tức là đó kiểu là tức là cái thời điểm đấy cô chú biết là làm cái nghề diễn viên múa thì rất là vất vả. Và cái thời điểm mà con thi thì con lại còn phải ngày nào con cũng phải lên để con chạy bài và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Mình vừa múa mình vừa nhảy xong rồi mình còn đi mũi cứng. Tóm lại là mình vận động nó rất là nặng. Mà như bình thường thời gian đầu là đến những cái người phụ nữ mà dù người ta xách nặng hoặc người ta làm cái công việc nặng ấy, người ta còn phải kiêng. Đúng rồi. Đây mình lại vận động kiểu hùng hục hùng. Thật ra là mình không biết. Nhưng mà cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm, bởi vì là con biết tính mẹ con. Mẹ con thì rất là nghiêm khắc, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Tự nhiên mình đang học xong thì mình lại bị bảo lưu thì nó rất là khó ấy.
Thế xong rồi là con đã nghĩ trong đầu, con nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Tại vì là bây giờ thứ nhất là em chưa học xong. Thì em cũng lo ảnh hưởng đến việc học, bởi vì mình học trong vòng 3 năm mà tự nhiên bây giờ mình lại bảo lưu. Xong mình lại mất thêm thời gian mà không đảm bảo được cái chất lượng. Rồi sao chồng con có? Nhưng mà cái lúc mà con nghe biết vợ con có bầu, con cũng có cảm xúc giống vợ không, hay là con cũng lo chứ? Thì lúc đấy nhưng mà con có ý nghĩ giống như vợ không? Lúc đấy thì con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông, mình phải quyết tâm và đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện thì mẹ vợ phản ứng không? Ôi rồi, một trận té tua luôn ạ. Lôi đình luôn ạ. Mắng hai vợ chồng luôn. Mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học thì ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh, mẹ có chửi, anh chịu hết, anh nhận hết lỗi về mình. Mới đầu bảo là không biết là bây giờ xong rồi hai đứa còn ngồi với nhau là không biết bây giờ về thưa chuyện với mẹ như thế nào. Thế bây giờ chồng kể tiếp đi. Sau lúc đấy là con lúc đấy là vợ con không có nhà. Lúc đấy vợ đi học. Nên con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang phán đoán rồi. Và bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề thì mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Thế bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Mày làm cái gì đấy ra lại thế? Nó đang học cơ mà. Mày này thì kia chết à. Mày giết tao à. Ghê lắm ạ, ghê lắm. Nhưng mà mẹ có bắt bỏ không, hay là mẹ lại có cô dọa bắt bỏ? Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi trời ơi, tại sao lại như thế này? Tao đã nói chúng mày như thế nào rồi? Tao đồng ý cho cưới nhưng mà tại sao lại chưa học xong mà tại sao lại bị dính như thế này? Sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi, xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là họ con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ, tức là bà ấy thì rất là yêu thương con cháu, bà thì nói như thế thôi, nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ. Bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới cho chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ, nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Thế xong rồi chiều là đi sang bên chùa để xem thầy chùa ngày giờ lễ cưới luôn cho chúng nhìn con. Nhìn đôi mắt rướm rướm đó. Dạ vâng. Đấy rồi, thế là yên đồng ý ạ. Vâng, đồng ý thì. Rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái tới phần kia đi chị ạ. Đi chương 2. Đó, tới cái phần là sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao nè? Hai mặt con rồi. Đấy. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Cái phần này con xem rồi đúng không? Dạ vâng, con xem tật xấu rồi. Sao có tật thôi, xấu thôi bây giờ cho chồng con nói trước đi. Nếu mà nói về tật xấu của vợ con thì thực ra cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì là con quen rồi. Con quen cái tật xấu rồi. Vợ con thì hai kiểu giận dỗi, vu vơ, nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Vu vơ theo kiểu cấp độ, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8. Vu vơ nó kiểu là mình còn không nghĩ ra được cái vu vơ đấy là thật nữa. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt thì nằm trong phòng, thì con nghĩ là thôi mệt thì cứ để nằm trong phòng, mình nghĩ mình thương thôi để nằm trong phòng một tí ra ăn sau. Thì cũng bảo con gái là con ơi, con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi, cứ nói một câu để cho ấy cho nó có mời lời mời này kia. Thì con vào con bảo mẹ đi ra ăn cơm đi, xong rồi con gái con vào hỏi mẹ con dậy ăn cơm thì vợ con nói là thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau. Thì con nghĩ rất con không nghĩ gì cả, con nghĩ rất bình thường, thôi mệt thì nghĩ trong đầu thôi mệt, thế con ơi con ra đi để mẹ đang mệt tí ăn cơm sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước, xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm, không thấy nói gì, im lặng ngủ. Im lặng là rất sợ, con có đoán à? Chết rồi, cái gì đấy, có biến thế, có làm biến sao, làm sao đấy, không, vẫn không nói gì, giận luôn. Ôi sao đấy, con bảo cái sao này sao nhỉ, cái gì nhỉ, mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ à, mình làm cái gì nhỉ, mình cũng nói chuyện xong mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi mà. Khi mệt đó là phải chồng vào. Đúng rồi, đấy, rồi chồng ơi. Vào cô ơi. Nói không sai một tí nào đấy chưa, anh thấy chưa, tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Đúng không ạ? Mình phải vào chứ, tại sao lại bảo con là con làm sao mà mình được, mình chỉ cần vào mình hỏi tiếng thôi là em ơi em mệt à, thôi thì đôi khi thì nhờ con một tí cũng được. Tức là chồng con nghĩ là cái lúc đấy là rồi, đã là vợ chồng rồi thì có những cái nó không cần phải kỹ quá những cái thời mà mới yêu, nhưng mà vẫn giỏi đúng không, con phải giỏi rồi, tức là tính là hay dỗi rồi. Một cái gì một hay giỏi cái gì nữa, đi ngủ mà quên không hôm là hôm sau dậy bị giận luôn. Là vẫn thế, trong cái trường phái đấy là vẫn hay dỗi đấy, là vẫn là cái tật đấy rồi. Trước khi đi làm mà không hôn thì cũng là có bị là dỗi luôn, đại khái là như thế. Mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi luôn. Thế? Tức là tình không biết trước được cái đây là cái hố mà chẳng may cứ đập bụp phát vào á, anh cứ đi cái kiểu gì ấy nhỉ. Thế mà anh không biết nhìn nữa, cứ đi mà tôi đau.
Rồi còn chuyện gì nữa? Khổ đấy, vợ con chỉ mỗi cái thật xấu, mỗi cái thật đấy thôi. Nhưng mà có dễ nguôi không? Có dễ hết giỗi không? Dễ, có nghĩa là cũng dễ dỗi, nhưng mà có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Khổ thế, kinh khủng lắm quá vậy. Có những cái lần đập phá đồ. Đâu, cái lần đập phá đồ là do lý do gì? Con bị lên cơn điên lắm. Đâu, cái lần đập phá đồ. Đập phá đồ là cái lần gần đây nhất đi. Cái lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Dỗi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, thì dỗi nhiều quá rồi thì con đến được. Có nghĩa là không vào là tức đập phá luôn. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm. Thế con có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái level đó xuống không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Tại vì là thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Thực ra là đến ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ thật, tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Tức là cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định. Và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn, rất hay bị, tức là lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Tức là con bị xuất phát điểm là vì là con có cái bệnh nó về tâm lý như thế. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng, đó. tức là có lý do, chứ không ví dụ nhá, con chỉ ví dụ là với một người khi mà người ta có một cái chuyện gì đó thì người ta vượt qua nó rất là nhanh và người ta coi nó là rất là bình thường. Nhưng với con thì đôi khi con cảm thấy rằng là mình hơi bị tiêu cực. Tức là cùng một câu chuyện thì mình hay bị làm quá lên. Nhưng mà cái đấy thì con nghĩ rằng là nó bị ảnh hưởng do một phần là do cái bệnh của con. Chứ còn trước đây thì con không bị như thế. Đấy, con xin phép con chia sẻ và giải thích một chút. Hiểu rồi. Dạ, vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. Tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Hơn 4 năm một chút. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Bây giờ con nói với chồng con đi, cái cách mà cải thiện mà nhanh nhất để cho mau hết giỏi đó là cách nào? Cách nào nhỉ? Con thì con thực ra là cái cuộc sống của vợ chồng con đến thời điểm hiện tại thì con cảm thấy là con bằng lòng. Con rất là bằng lòng rồi. Công việc thì cũng ổn định, thỉnh thoảng thì có một chút sự cố, nhưng mà vợ chồng con thì lấy nhau xong là hai vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng gia đình. Và đến bây giờ thì con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi, rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhá, tại vì con đang vì chồng con không có gì từ xấu. Từ lúc nãy đến giờ con đã nghĩ trong đầu là mình phải chuẩn bị cái tật xấu gì rồi, nhưng mà con đang con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con thì thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này. Quen rồi. Thực ra là lắm lúc là mình không kiềm chế được cảm xúc, mình cũng có cãi qua cãi lại, bởi vì sao? Lắm lúc áp lực công việc này kia thì mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình phải nói lại một tí. Lắm lúc là nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn hoặc chán cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Cuối cùng đến nửa tiếng sau, tầm mấy chục phút sau lại nghĩ vào thôi, vợ là bệnh tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định thì thôi, mình cũng là thôi vì các con này kia. Bây giờ mình mà còn cãi nhau lại nữa thì cái đó là cái mà con tự nhịn. Nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? Chắc chắn là con mong muốn vợ con đó, thay đổi. Thì giờ con nói, nói đi đó. Con nói với vợ con đi. Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level. Em giảm rồi mà. Thời điểm em giảm rồi, bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Anh giảm, thôi giảm thế được rồi thôi. Từng giảm nữa xong chương trình này về giảm tiếp. Rồi bây giờ giảm nữa chứ. Bây giờ tới con đó. Nhà chồng có tật xấu gì nè? Chồng con thì yêu vợ, chiều con này, không cờ bạc, không trai gái, không tệ nạn. Tật xấu gì nhỉ? Có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn, ông chặn con tất cả các nền tảng luôn, chặn Facebook, chặn hết tất cả mọi thứ. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin, rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn. Dài lắm. Ông ấy chặn luôn con. Con thì con ngại lắm. Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì chặn tiếp Facebook. Tinh cái nào cái tinh cái. Là chú hiểu rồi. Vợ yêu cái này bắt đầu. Ôi giời ơi, cái này vào đọc chắc là dài lắm thế này. Có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt. Thế là phá quen luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Cách tốt nhất là chúng ta không đau là đừng nhìn và đừng đọc. Đừng nhìn. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được, mà con không nói lại không được. Con không thích im lặng. Mặc dù con biết là có nói lại thì nó cũng sẽ cãi nhau to hơn thôi, nhưng mà tự nhiên thế nào con cảm giác như kiểu là những cái gì mình nói đều không có người nghe. Thế nên là con lại, tốc độ con lại càng điên lên. Nhưng mà hồi trước cũng đã thử nói lại rồi nhưng không được.
mỗi lần mà huề lại với nhau á rồi mở chặn á, dạ, thấy nó kỳ kỳ đúng không? Ừ, làm lúc bình người thường nào, mà vẫn chặn. Người nào chủ động mở chặn, con mở chặn hay là anh tự động anh mở? Có lần thì con, có lần thì anh. Nhưng mà vậy sao vậy, giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Đừng chặn. Thực ra là thay đổi thì con không muốn chồng, không cần phải chồng con thay đổi đâu ạ. Tại vì thực ra là con, tại vì bản thân con hiểu được rằng là những cái lần cãi nhau đó thì nó đều xuất phát từ cái việc, tức là con bị quan trọng hóa cái vấn đề đấy lên thôi. Tức là từ do mình hiểu được là mình nhìn nhận vấn đề là nếu như mà lúc đó mà mình bình tĩnh hơn một chút, mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn một chút thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái lần cãi vã và xung đột như thế. Thì con chẳng cần chồng con phải thay đổi, bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những cái lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi, nên là nên là con không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì mình nói thì cho nó mệt đúng không con? Thôi con, kể mình cứ nhận mình sai đi. Thế là chú ấy vào hùa với anh ý rồi đấy. Con vẫn ok hết. Anh ý về anh lại sai được. Tiếp. Okay. Không, con biết sao, thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Tại vì nếu tiếp tục như thế này á, là tại vì con phải nhớ không, ở ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không rồi. Có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó. Và cô nói sao ta, giống như là đối phương á, khi tại vì bản thân khi con làm, con đã tự hỏi rồi, con tự trả lời luôn rồi. Dạ vâng. Con đã biết lý do tại sao lại như vậy rồi. Vâng, con hiểu mà, con hiểu. Đúng không? Dạ vâng. Thì thành ra là như vậy thì cô nghĩ là con cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người đó. Đúng ạ. Đó, thì con có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa, thời gian bao lâu nữa? Thực ra là con có nghĩ, tức là cái khoảng thời gian đó ấy thì nó đã đổ về cái lúc mà con, tức là nó sẽ chỉ xảy ra cái khoảng thời gian mà con bị bệnh nặng nhất. Đó, tức là con bị nặng nhất thôi. Còn khi mà con bắt đầu con ổn rồi thì là con tiết chế được. Và con biết được rằng là mỗi một lần mà mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì con biết để con tự tiết chế, và nó sẽ không bị lặp đi lặp lại cái vấn đề đó nữa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là, thì đó thì cô nghĩ là khi mà con đã ngộ ra cái điều đó rồi, có nghĩa là con hết bệnh rồi đó. Dạ vâng. Và khi mà con đã hết bệnh rồi á thì mình sẽ không lấy cái cớ là mình bị bệnh để mà mình tạo cho cái không khí nó tương tự như vậy nữa. Vâng. Thì theo cô á, thì khi bắt đầu từ hôm nay đi, con lấy cái mốc là từ hôm nay đi, thì con sẽ bắt đầu con bớt đi những cái giận dỗi không đáng có, vì nói gì nói chứ mình cũng là bà mẹ ba con rồi, đúng không? Và hai con và công việc của đứa nào thì cũng sẽ áp lực giống như nhau thôi. Dạ vâng. Và chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á, thì chồng con cô nghĩ là sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Chẳng hạn như cô nói, chẳng hạn như cái chuyện mà con không đọc á, thì cũng đúng là thực sự nếu mà cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Cái người, tại vì con phải hiểu là khi mà vợ con viết ra nội mà mình ngồi mình viết thôi đó, là đã mệt rồi, lại còn phải viết, tức là truyền vào cái nội dung của những câu chữ đó là nó còn mệt hơn nữa. Và khi mà mình đã làm được cái điều đó rồi, mình chỉ mong là cái đối tượng mà mình muốn gửi gắm đến á, họ phải hiểu tại sao mình như thế này, tại sao mình phải viết những cái điều như thế này. Thì có thể là con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy, bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Đó, và từ từ con cũng sẽ sau cái điều đó con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này, em thế kia, em con phải nói, con đừng im lặng, con đừng tự chịu đựng, con im lặng, con cứ như thế thì là thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Đến một lúc nào đó con chịu không nổi rồi, tự nhiên lúc hai vợ chồng lại cãi nhau to, rồi lại đi đến cái việc là giận dỗi nhau thế này nọ, nó bị uổng đi, nó mất hay. Cô ạ, thực ra là bọn con sau mỗi lần như thế thì bọn con cũng tức là cái khoảng thời gian khi mà cái giai đoạn mà con bị bệnh nặng nhất á, thì hai vợ chồng gần như là không có tiếng nói chung, cãi nhau rất là nhiều và cãi nhau liên tục. Nhưng mà đến khi mà đến cái giai đoạn mà con bắt đầu con cảm thấy rằng là mình ok rồi, tinh thần thoải mái rồi. Và thực ra là khi mà con bắt đầu con nghĩ được thì con lại không nghĩ là mình bị bệnh nữa. Thì tự nhiên con lại cảm thấy rằng là mình rất là nhẹ nhàng. Thì nhưng trong những lần cãi nhau đó thì bọn con cũng không ai im lặng hết. Sau khi mà, tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình đối phương muốn gì. Bởi vì con cũng hiểu được rằng là mình không thể là mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đó. Thì đó, thì cho nên bởi vì là sao hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi. Và đã chọn lựa rồi á thì
phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uống lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn.